Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu triển khai việc phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung. Đến nay đã có nhiều mô hình chăn nuôi gia súc hiệu quả, an toàn, bền vững. Từ nhiều năm nay, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu còn được biết đến là vùng đất phù hợp cho phát triển chăn nuôi đại gia súc. Với quy hoạch cụ thể vùng chăn thả và trồng cỏ cùng với thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong chăn nuôi, đặc biệt là làm chuồng trại Đến nay, xã Mường Mô có 9 hộ chăn nuôi quy mô lớn từ 20 đến 50 con. Hàng chục hộ chăn nuôi quy mô từ 7 đến 10 con châu bò. Tôi thấy chăn nuôi châu bò nó cũng mang lại thu nhập khá hơn là làm nương. Tôi cũng đã tuyên truyền vận động bà con trong bản là chăn nuôi châu bò tập trung trồng cỏ để phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ có các hộ gia đình thay đổi tư duy chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa, mà tại một số xã của huyện Nậm Nhồn, các hộ dân đã liên kết thành lập hợp tác xã để hỗ trợ cùng nhau chăn nuôi gia súc với quy mô lớn, đồng thời đẩy mạnh công tác chăm sóc phòng bệnh, chủ động nguồn thức ăn để đem lại hiệu quả kinh tế cao bền vững để đảm bảo thức ăn cho đàn gia súc cũng như là phòng chống dịch bệnh thì chúng tôi đã chọn các loại cỏ để trồng phù hợp với địa phương để đảm bảo cho lượng thức ăn thô cho gia súc. Thứ hai là tận dụng các cái nguồn thực phẩm tinh ở địa phương và mua những thực phẩm tinh ở địa phương để ủ. Ở cái vấn đề về phòng chống dịch bệnh thì được được hoàng cho xã chúng tôi là quan tâm thường xuyên phòng chống dịch bệnh định kỳ rồi tiêm vaccine cho các châu bò. Hàng năm, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu giao chỉ tiêu cho từng xã về tăng số lượng đàn vật nuôi, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các hộ dân xây dựng chuồng trại kiên cố, đảm bảo công tác phòng chống bệnh và vệ sinh môi trường. Hiện nay thì trên địa bàn huyện thì có tổng trên 13.000 con gia súc và cái tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại từ năm sau thì cao hơn năm trước đến nay là trên 70% là hộ chăn nuôi có chuồng trại. Nhờ phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đến hết năm 2022, toàn huyện có thu nhập bình quân đạt trên 33 triệu đồng mỗi người một năm.